Đây, mình xin chào các bạn. Hôm nay thì thời tiết nó cũng không có được đẹp lắm. Trời sáng giờ nó cũng nguôi nguôi. Hôm nay vợ mình đổ thử. Ủa, hôm nay vợ mình làm thử bánh nước ăn ra nha. Các bạn xem video nhé. Ký bột gạo. Bột gạo này mình có thể dùng làm nhiều loại bánh này, đặc biệt là bánh bò. 1 ký bột gạo, nửa ký bột năng. Thường thấy mấy bạn kêu bột năng nhưng mà ở quê mình đây kêu bằng bột ấu á. Nước ấm hay nước lạnh? Nước này 3 phần nóng, 7 phần lạnh, 4 phần nóng, 6 phần lạnh. Nó chê chứ mình pha ấm ấm là được rồi. Đổ vô đây 1 lít rưỡi nước. 3 lít nước. Mỗi một ca này là 1 lít rưỡi, đổ 2 lần là 3 lít. Ký rưỡi một ca lít, hồi nó có khô quá thì thêm nước. Đổ không hết cả nước à. Thấy nó hơi lỏng để hồi nó khô quá thì chế thêm nước để nó công thêm bột nữa, hồi ra một thao bột ăn nữa. Vậy là mình đổ từ khoảng 2 lít. 2 lít rưỡi nước. Không. 2 lít rưỡi 3 lít. 3 lít. Lại chén à. Nó dao động khoảng đó. Vừa hồi thôi. Khô quá chén cái đầu nó khô thì mình thêm miếng nước nó dễ hơn, để thêm bột nữa hồi ra nhắc chân luôn. Bỏ vô muỗng cà phê muối nha. Thịt heo này mình làm bì. Bì mình luộc hay là em làm bì luộc ha? Cái này có mấy củ phê môn nhỏ nhỏ như này, củ phê lan làm chả giò, làm chừng ít cuốn thôi à, đủ ăn thôi, tại vì có chả lụa rồi thịt bì. Cái chả giò này á, lúc trước mình có làm cái video rồi
Bạn nào chưa biết cách thì mình sẽ để cái link bên dưới hoặc là ở dưới cái comment nha, dưới cái phần bình luận á. Làm rất là đơn giản thôi. Khoai mình bào ra xong rồi mình miếng thịt ba gọi chút xíu à. Mình chủ yếu là ăn ba cái khoai. Xong rồi mình nêm tí gia vị, muối, đường, bột ngọt. Rồi mình trộn cho nó đều, mình để cho nó hồi nó xèo xuống rồi mình gói ra. Củ sắn nè, mình bào ra mình sắt với lại cái nấm mèo đó, hồi mình làm cái nhân của cái bánh mình cuốn lại á. Bánh cuốn, bánh ướt làm hai thứ. Bây giờ là trưa, giữa trưa nha các bạn, chứ không phải là buổi chiều hoặc là buổi sáng mà trời chuyển mưa nó tối thui vậy. Ở dưới quê á, trời nắng thì nó cũng rất là nóng nực, mà trời mưa thì nó lạnh. Nó lạnh mà nó rất là buồn. Giờ mình bầm cái nấm mèo, củ sắn với lại chút xíu thịt băm. Đứng đây mà hơi nước nó văng vô á, lạnh lắm. Nêm vô đây miếng đường. Rồi mình xào luôn, nêm sẵn rồi xào cho nó chín thôi. Đường với miếng bột ngọt. Miếng bột ngọt. Có muối không? Chút muối. Mình nấu theo cái khẩu vị miền Tây cho nên là đường á lúc nào nó cũng hơi nhiều hơn những cái khác. Ngọn vô em cuốn nha, giò nha. Ngày mình xào cho chín luôn không? Cái nhân gói này mình xào cho chín luôn. Còn cái nhân bánh, cái nhân trái giò thì không cần phải chín luôn. Cũng không cần phải xào trước, nhưng mà do mình chiên nó nhanh thì mình xào trước cho nó chín. Có mất công mình chiên cho nó lâu. Cái phần thịt này, cái phần thịt này mình luộc xong rồi, bây giờ mình ướp dầu, mình ướp lên chảo chống dính.
cho chút cho nó có cái màu nó hơi giống như mình khìa vậy đó, cho nó thơm, màu nó đẹp. Sau khi thịt heo mình đã lật qua lật lại cho nó vàng vàng rồi, bây giờ mình lấy ra mình sắt để làm bì. Bì thớ người ta không gam, gam nó ngon. Gam là khìa. Gam khác, khìa khác. Cái gần, cái gần như khìa. Cái nước gam á mình là để vô miếng gì màu cái tôm á. Đây một ngọt đồ đường rồi mình tính ép luôn vô đó cho luôn. Cái nước mà mình gan hoài mà nó cạn thôi. Sợ ướt á, cái này con làm bị sỏi mà cho nó ghét. Bị sỏi. Nó khít chưa chị, nó khít luôn. Bây giờ mình bắt đầu cuốn chả giò đây. Đây con gấp vô rồi chả cuốn nha. Đâu được. Cái gấp xong rồi đi cuốn. Con biết cuốn. Trời, cuốn cái đó vậy. Nè con nhảy lên đây ngồi con gỡ nè, gỡ bánh ra nè. Rồi lại cuốn. Gỡ từ cái ra để vô đây. Cái mì chai vậy con, tí xíu thịt à. Rồi đây là thịt sau khi mình sắt xong. Mình có một ít da heo sắc sợ. Mình nêm vô 2 muỗng cà phê đường. Nửa muỗng cà phê muối. Bốn tép và tỏi sống bầm. Nghĩ sao bốn tép vậy trời, một củ luôn. Một củ luôn ha. Củ lớn, ổ củ nhỏ. Một củ tỏi bầm rồi phi. Là 2 củ tỏi. Đây là thính. Thính này là nó làm cho cái này nó thơm chưa thính. Đâu bỏ vô đâu. Tưởng mình bỏ chưa. Thính này mình làm bằng cái gạo á, gạo mình rang lên cho nó vàng rồi mình xay nhuyễn ra gọi là thính. Các bạn biết gắt thính là gì không? Gắt thính là mình mua cái bọc thính này nè, mình gắt vô. Trên mạng thấy có nhiều bạn nói gắt thính đó. Gắt thính là mình cầm nguyên bột này nè, gọi là mình gắt gắt ra gọi là gắt thính. Còn thả thính là mình cầm nguyên bột này mình buông cho nó rớt tự trên xuống. Đây là thả thính. Chứ không phải mình đăng cái tấm hình đẹp đẹp là thả thính đâu. Cái gì bé Nguyên? Bây giờ tháo ra bọc khác.
trộn ớt vô đây nè. Nó có đỏ đỏ lên hả? Cho khỏi ăn. Trong đây là hỗn hợp nước, nước mắm, đường. Tỏi ớt là sao? Tỏi ớt, chanh nữa. Hết sức chưa? Nó nặng lên đó. Khi mình để một thời gian khoảng tới 10 tiếng thì nó lắng xuống, nó có một cái lớp nước trong. Mình bỏ vô bột này khoảng chừng muỗng vào ăn nha. Muỗng nhỏ chứ không phải là cái muỗng này nha các bạn. Thôi dầu lên trên đây để nó dính nha các bạn. Bây giờ ít người thì mình chỉ làm có một chút xíu, nhưng có bao nhiêu cuốn thì đủ thôi, còn chút mấy anh chị về nhiều thì mình làm thêm. Cái chảo này mình để cho nó nóng nha các bạn. Nếu mà chưa nóng mình đổ vô là bột nó giống như nó bị sống vậy đó. Giống như chị mình xèn. Mình đổ cái bột dư ra ngoài.
Như đây là người ăn ba cuốn hả? Như đây là có chừng ba bốn người ăn rồi đó. Ba cuốn là ngán. Còn bột quá trời nhiều luôn rồi. Tắt lại kêu mẹ tắt lại con. Có chừng khoảng chút xíu à, 20-30 giây là cái bột trong đây nó chín rồi các bạn. Bánh dày nè, giá bánh dày đúng không? Nè. Ừ, dày mới ngon. Đổ vào dày nó chín bột nè, xong rồi thêm miếng nữa dày nè nó. Ừ. Bánh nước phải dày dày vậy nè chứ mỏng lét đâu ngon. Vậy là thành bánh nước hả? Ừ. Mấy cái này mình đổ nó, mấy cái này đổ hơi mỏng á, mỏng nhưng mà mình ăn nó đỡ ngán. Rồi bây giờ nhà mình ăn bánh cuốn nha. Tuy nó không đẹp lắm nhưng mà ăn cũng được. Bé ăn không thầm mà khỏe không? Khỏe.
ngon. Khác không bột cũng ngon nữa, nhưng nhờ ra luôn nha, ra luôn nha. Nó đang đâu? Nước mắm này thiếu lớn nè. Thì hai cái cay ăn được. Cái giò cũng mình cái giò ngon. Còn một tô bì cũng cảm thấy ăn nhiều lắm. Bì của anh hơi còn một tô với trong tủ lạnh á. Còn. Còn. Anh cho hết ra ngoài đây nào. Nói cho hết đó các bạn. Ăn cho dễ tươi mà. Múc bì nổ vô. Ăn cho hết bì đi, còn một tô với trong tủ lạnh. Đi chả giò. Chị tươi chứ vậy anh ta. Thấy cái tô lộn rộng. Có tô bự đó. Dễ trộn. Thiếu gì, thiếu gì? Gấp bún trộn vô ăn, còn bún nữa không? Hết rồi. Ăn đi, ăn chưa, chia, ăn hết ba bún rồi đi. Cái giò nó chút thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo nhé. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.